Thưa quý vị và các bạn, sữa mẹ là tốt nhất. Đây là lời khuyên từ Tổ chức Y tế Thế giới, UNICEF và rất nhiều cơ quan y tế có uy tín khác. Luôn là trẻ cần phải được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ trong thời gian 6 tháng đầu đời, bởi điều đó có lợi cho cả mẹ và bé. Lợi ích được cho là lớn tới mức các bà mẹ thậm chí còn được khuyến khích là cho con bú tới tận khi con chập chững biết đi hoặc là dài hơn nữa. Thế nhưng sẽ có nhiều bà mẹ đưa ra lý do là họ không có đủ điều kiện để có thể nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, hoặc là không thể nuôi con bằng sữa mẹ nhiều hơn 6 tháng đầu đời, hoặc là vội vàng sử dụng thêm các loại sữa bột cho trẻ khi mà người mẹ bắt đầu đi làm trở lại. Điều này sẽ tác động như thế nào tới trẻ và tác động các bà mẹ như thế nào? Và những giai đoạn nào được coi là thời điểm vàng của sữa mẹ dành cho con? Thì sáng nay, Đại học Y Hà Nội có diễn ra chương trình nuôi con sữa mẹ và dinh dưỡng trẻ nhỏ thế kỷ 21 của cộng đồng nuôi con sữa mẹ Việt Nam với sự tham gia của các chuyên gia sữa mẹ uy tín và sử gia y tế Maureen Machin đến từ Australia. Và trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn sâu hơn về vấn đề này với sự tham gia của khách mời là Thạc sĩ Lê Nhất Phương Hồng, chuyên gia tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ của Viện Sữa Mẹ Quốc tế. Chị Hồng cũng là sáng lập viên chuyên trang kiến thức nuôi con sữa mẹ Bé Ti Bú Ti và Hội Sữa Mẹ, một cộng đồng nuôi con sữa mẹ ở Việt Nam. Trước hết xin cảm ơn chị Phương Hồng đã tới với chương trình của chúng tôi. Xin chào chương trình. Vâng, cũng đã có dịp được cộng tác với chị Hồng ở nhiều những cái mục khác về vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ rồi. Thì cũng rất là tốt khi hôm nay tôi lại được đại diện cho những người làm chương trình, đại diện cho phái mạnh, đại diện những ông chồng được hỏi về vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ. Bởi lẽ đã từng có những đồng nghiệp hỏi tôi là thế bây giờ Tú nghĩ thế nào nếu như mà người vợ của mình bị bệnh, bị ốm hoặc là không thể bận rộn, không cho con bú được, hoặc là gia đình cảm thấy là cần phải cho ăn thêm những thứ khác. Thì mình sẽ trả lời thế nào nếu như vấn đề là bé chưa bú đủ 6 tháng? Thì lúc đó lại cứ trả lời là cho bé ăn ngoài, ăn sữa ngoài. Và câu trả lời là không nên. Vậy thì chị có thể đưa ra nhận định là hiện nay tình trạng chung của rất nhiều ông bố đó là lo lắng quá cho vợ, thành ra là không muốn cho vợ cho con bú lâu dài như vậy nữa. Đúng rồi, cái mối quan tâm đó rất là phổ biến. Và khi mà mình không có đủ thông tin cập nhật á, thì nhiều khi mình không có biết dựa vào đâu để mà đưa ra quyết định. Mà thường thường là mình cứ nhìn qua nhìn lại bạn bè thôi. Thì cái điều đó nó không có đúng. Đó là cái mục đích của những cái hội thảo của Hội Sữa Mẹ Bé Tí Bú Ti. Và chúng tôi muốn là đem những cái thông tin khoa học cập nhật nhất. Bởi vì có một điều hình như là chưa bao giờ chúng ta từng được biết, đó là lý do mà mình để cái thế kỷ 21 là những cái nghiên cứu mới nhất của thế kỷ 21 phải đến được với những người làm bố mẹ. Đó là thức ăn á, nó không phải là để tăng cân, để phát triển, không, mà nó là cái chìa khóa của hệ miễn dịch. Và Tổ chức Y tế Thế giới nói đến thức ăn, trong đó gồm có sữa mẹ và những thức ăn sau đó, thì là để cho bé tăng trưởng, phát triển và sức khỏe. Cộng với hội nhập, có nghĩa là mình ở văn hóa nào thì mình sẽ ăn thức ăn của văn hóa đó. Và cái yếu tố mà thức ăn nó sẽ xây dựng hoặc là hủy hoại hệ miễn dịch, và đồng thời nó xây dựng hoặc là hủy hoại cái hệ khuẩn trên cơ thể mình, đặc biệt là hệ khuẩn đường ruột. Mà bây giờ người ta biết là hệ khuẩn đường ruột nó liên quan đến sự phát triển não. Thì những cái đó là những nghiên cứu rất là mới, chỉ có vài năm trở lại đây là được sự chú ý. Thì nhân dịp này với chương trình cũng như là nhân dịp của hội thảo, thì chúng tôi muốn xác định được cái vị trí của sữa mẹ cũng như là những thực phẩm khác mà mình cung cấp cho em bé với cái yếu tố là hệ miễn dịch. Và chúng tôi dựa cái bài nói trên tác phẩm 30 năm nghiên cứu của sử gia y tế Maureen Machin. Và bà thể hiện rằng cái việc dùng sữa sai hoặc là thức ăn sai thì nó gây nên cái vấn nạn toàn cầu hiện giờ mà ít người nhận ra. Đó là tất cả những chứng bệnh gây nên bởi rối loạn miễn dịch, như là các cái bệnh mà tiểu đường, các bệnh ung thư, các bệnh thừa cân béo phì, thì hầu hết là nó xuất phát từ bên trong ra. Thậm chí là những cái chứng về não như là mất trí nhớ khi mà mình lớn tuổi hơn. Và càng ngày nó càng phổ biến chứ không hề giảm đi. Mặc dù mình nghĩ là có những cái nghiên cứu khoa học, y tế để đáp ứng những cái xử lý tình trạng đó. Nhưng mà khi mà chế độ dinh dưỡng không thay đổi và cái tỷ lệ nuôi con sữa mẹ cứ tiếp tục giảm, thì những chứng bệnh đó người ta thấy là không có cửa để mà cứu. Vâng,
rất là nghiêm trọng đúng không ạ? Và có một vấn đề nữa mà các bà mẹ cũng rất là quan tâm, không phải vấn đề bú mẹ đâu ạ, đó là về vấn đề da tiếp da, cũng như là vấn đề bé cần tiếp xúc với mẹ ngay từ khi chào đời. Thế nhưng có nhiều cơ sở y tế là lại họ lại có thói quen, hoặc là gia đình có thói quen là chưa cho bé tiếp xúc với mẹ, chưa cho bé nằm cạnh mẹ ngay. Vậy chị có suy nghĩ thế nào về thì cái việc mà sữa mẹ giúp cho cái hệ miễn dịch cũng như cái hệ khuẩn của bé đó, là cái thời điểm vàng đầu tiên của cuộc đời của mình, là thời điểm mình sinh ra cho đến 72 giờ, gọi là 72 giờ vàng. Thì vì cái tầm quan trọng của 72 giờ vàng đó, cho nên Tổ chức Y tế Thế giới mới đưa ra cái chiến dịch là cái ôm đầu tiên, để thay đổi nhận thức. Tại vì rõ ràng là cái quy trình y tế cũ nó cũng đã nhiều năm, nhiều chục năm, mà tất cả những người nào đã thực hành chăm sóc hoặc là đỡ đẻ thì đã quen với cái quy trình là tách em bé ra, đi tắm, rồi quấn khăn, rồi xem xét các kiểu. Thì bây giờ để thay đổi đó thì Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng có rất là nhiều những cái dự án và làm những cái chiến dịch mạnh mẽ để cả về phía gia đình lẫn về phía nhân viên y tế đều có thể thay đổi. Và cái tầm quan trọng của cái việc mà phải da tiếp da ngay lập tức trong vừa ra khỏi mẹ là phải lên người mẹ liền. Thứ nhất đó là hệ khuẩn. Thì nhiều trước đây người ta tưởng rằng là lên người mẹ liền là bẩn, nhưng mà bây giờ người ta biết tất cả những cái gì bẩn của mẹ đó là con thuộc về con hết. Và tất cả những cái gì trên người mẹ thì trong sữa mẹ nó sẽ có, trong sữa non của mẹ có những cái chất cần để mà phản hồi hoặc là xử lý những cái con khuẩn đó. Và cái da của mẹ và cái khuẩn đó nó sẽ được truyền cho con qua da, và sữa mẹ sẽ cung cấp cho con sự phản hồi mà sẽ khi mà qua thời điểm đó rồi thì sẽ không có cái gì bù đắp được. Vâng, tôi tin là qua hai vấn đề vừa rồi thì cũng đã lôi cuốn được dần người xem, trong đó các ông bố bà mẹ, những người đang quan tâm rồi. Và sau đây là một danh sách những cái vấn đề mà chúng tôi đã có ở đây để chúng ta cùng trao đổi từng vấn đề băn khoăn của các ông bố bà mẹ. Thứ nhất đó là theo chị thì nên cho bé tới lúc nào là sẽ cần phải bú mẹ? Khi mà mình hiểu là thức ăn á, nó là để xây dựng hệ miễn dịch, thì không phải là ăn bú mẹ đến chừng nào mà thấy con bớt giảm cân thì thôi. Ví dụ như là thường thường các bé bú mẹ thì sẽ tăng cân tốt một vài ba tháng đầu, xong sau đó các bé lanh lợi hơn, mà các mẹ hay nghĩ là hoặc là sữa mẹ mình mất bớt chất, hoặc là các bé biếng ăn. Nhưng mà thật ra không phải vậy. Thật ra là bé bồi dưỡng cho cái giai đoạn mà bé chưa có giao tiếp nhiều. Đến cái giai đoạn bé giao tiếp, bé muốn khám phá xã hội thì tự động bé bớt ăn, và bé không có cái nhu cầu phải tăng cân nhiều trong cái giai đoạn đó nữa. Vâng. Thì bố mẹ phải theo dõi cái sự phát triển của con và theo dõi theo cái chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, chứ không phải là nhìn qua nhìn lại so sánh lẫn nhau. Tại vì bây giờ cái việc nuôi sai quá nhiều, cho nên cái phần đông mình nhìn thấy các bé bụ bẩm, thật ra các bé đó là đã thừa cân rồi. Và các bé mà phát triển chuẩn không thừa cân thì lại rất là ít. Nên nếu mà các bà mẹ tiếp tục muốn theo cái khuyến nghị như mình nói ban đầu, Tú nói ban đầu là 6 tháng sữa mẹ hoàn toàn, vâng, đúng không? Và sau đó tiếp tục sữa mẹ thì cảm thấy sao con mình nó nhỏ quá. Và vì khi mình nghĩ là sữa mẹ là thức ăn mà nó lại không có lên cân thì mình lập tức mình thay thế nó đi. Nhưng mà cái việc mà đứa bé cần sữa mẹ để tiếp tục xây dựng hệ miễn dịch là nó sau 3 tuổi, mà đó là lý do mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra là sau 2 tuổi và lâu hơn nữa. Vâng. Và bây giờ người ta còn có những cái khuyến nghị là muốn dời cái tối thiểu đó, vâng, 2 tuổi đó, gia tăng hơn. Vâng. 3 tuổi, tại vì bây giờ những cái nghiên cứu về hệ khuẩn đường ruột cho thấy là nếu cái hệ khuẩn đường ruột của mình mà được chuẩn, hệ miễn dịch của mình mà được chuẩn thì ít nhất là nó phải ổn định ở 3 tuổi. Vâng, câu hỏi tiếp theo đó là khi bé hoặc mẹ hoặc cả hai bị bệnh thì cần phải cách ly mẹ với bé và không cho bé bú nữa. Câu hỏi này chị giải thích thế nào ạ? Một lần nữa, đây là một cái kiến thức mà mình bị quên rất là căn bản. Có nghĩa là khi mình học sinh học á, thì mình đều biết là khi mà người mẹ hoặc đứa bé phát bệnh, trước đó mình đã có thời gian ủ bệnh rồi. Có nghĩa là có thể từ một tuần trước đó hoặc 10 ngày trước đó là cả mẹ với con cùng tiếp xúc với mầm bệnh. Chứ không phải là khi người mẹ phát bệnh thì người mẹ mới mang khuẩn và người mẹ mới có thể nguy cơ lây cho con. Mà thật ra tại sao hai mẹ con cùng một môi trường, cùng cho con bú, cùng
gọi là trong thời gian ủ bệnh mà người mẹ lại phát bệnh trước đứa con. Là chính đó là cái sự kỳ diệu. Khi mà người mẹ phát bệnh trước đứa con á, thì sữa mẹ sẽ rất là dồi dào kháng thể để cái mục đích trở thành thuốc cho con. Và cái thuốc mà được tạo ra, cái kháng thể được tạo ra đó, nó đúng đúng cái loại bệnh luôn. Vâng. À, một vấn đề nên nữa là nếu mình cách ly thì bé sẽ vẫn bị nhận mầm bệnh. Nếu mình cách ly thời điểm mẹ bệnh á, thì bé sẽ vẫn nhận mầm bệnh nhưng mà lại không nhận thuốc. Vâng. Dạ, thì cái đó là sai lầm rất là nghiêm trọng. Vâng, cũng có một vấn đề mà cũng dễ dẫn đến sai lầm. Chúng tôi cũng muốn hỏi đó là thứ nhất là việc bé lớn lên, bé cần phải ăn dặm thì cũng sẽ không sử dụng sữa mẹ một cách là thống duy nhất nữa. Và thứ hai là khi người mẹ cần phải đi làm, đúng không ạ? Thì chị có lời khuyên nào cho các ông bố ba mẹ ạ? Đúng rồi, vì mình đang nói đến cái yếu tố là hệ miễn dịch. Nhưng mà tại vì các cái trước đây mình không có biết về hệ miễn dịch hoạt động như thế nào. Thì đối với những thời điểm mà bé bắt đầu giới thiệu thực phẩm khác, là lúc đó không phải là thực phẩm chỉ xử lý bằng hệ tiêu hóa mà thực phẩm cũng xử lý bằng hệ miễn dịch nữa. Cho nên khi đối với những thực phẩm mới, hệ miễn dịch luôn luôn được hoạt động, kích hoạt lên để mà phân tích cái thực phẩm đó. Thì người ta gọi là đó là những cái thời điểm mà hệ miễn dịch nó bị kéo căng. Và những thời điểm hệ miễn dịch kéo căng thì chỉ có sữa mẹ mới hỗ trợ miễn dịch để cho nó giảm căng. Và nếu mà không có sữa mẹ, ví dụ mẹ nghĩ là thôi mình đi làm lại thì mình chuyển qua sữa bột, hoặc là bé bắt đầu ăn dặm thì thôi bớt sữa mẹ đi. Nhưng mà khi ăn dặm là sữa mẹ là chính, ăn dặm là phụ. Cho tới tận sau một tuổi thì cái mức ăn mới cần từ từ tăng lên. Cái giai đoạn trước một tuổi là ăn dặm chỉ là để làm quen với thực phẩm và làm quen, hệ miễn dịch được làm quen thôi. Còn nếu lúc đó mình giới thiệu ăn dặm cùng với thực phẩm ăn dặm công nghiệp, cùng với sữa công nghiệp, sữa bột, thì cái hệ miễn dịch của bé nó sẽ kéo căng vô cùng. Và lúc đó bé rất là yếu và rất là dễ bị mắc rất là nhiều cái bệnh. Đồng thời cái thời điểm đó về mặt tinh thần là bé bị xa mẹ. Mà thật ra là do xã hội hiện đại của mình phải đi làm thôi. Chứ còn về mặt tâm lý của một đứa bé là khi xa mẹ như vậy á, thì nó sẽ rất stress. Và stress là một yếu tố làm căng hệ miễn dịch. Do đó, đó là lý do mà Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh là đâu có phải bắt đầu ăn dặm hay bắt đầu mẹ đi làm là được ngưng sữa mẹ đâu. Mà vâng, mình phải hiểu nếu mẹ đi làm thì mình sẽ cố gắng là ít nhất là vắt một cữ trong khi mình đi làm. Thứ hai là mình phải cố cho bú đêm để mình duy trì được cái nguồn sữa đó. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những ý kiến của Thạc sĩ Lý Nhất Phương Hồng, chuyên gia tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ. Và hy vọng là những ý kiến đó sẽ hỗ trợ cho những ông bố bà mẹ có thể có thêm những kiến thức. Thưa quý vị và các bạn, thực tế thì lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ thì được chứng minh rồi. Ai cũng có khả năng nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, chỉ có điều là các bà mẹ chúng ta có nhận ra điều đó hay không mà thôi. Và sự chia sẻ của Thạc sĩ Phương Hồng trong chương trình ngày hôm nay hy vọng sẽ giúp quý vị và các bạn nhận ra được thời điểm vàng của sữa mẹ để có thể dành cho con mình một sức khỏe tốt nhất.